Rồi, ok, chào các bạn, mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay mời các bạn đến với Yu-Gi-Oh 5DS. Rồi, ok, tập này nó có tên là Ready, Set, Do. Rồi, chắc là lại chúng ta đến với một nhân vật mới và học cách chơi mới rồi đây. Rồi, ok, thôi khỏi cốt truyện đi, phần này chưa coi luôn, có đọc cũng không hiểu gì đâu. Mà cũng lười lắm, phim có việc sách còn chẳng coi nữa mà. Rồi, ok, ở trong là hiện đại phết. À, rồi, mấy con này gọi là Shicho Monster hả? Rồi, ok. Để coi nào, mình cần một con Trainer Monster và một hoặc là một nhiều con Trainer Monster. Rồi, ok. Cái gì nữa đây? À, rồi mấy con đó nó phải có cái Trainer ở đây nữa. Rồi, nó có cái nó là một cái hệ luôn á. Rồi, ok. Rồi thôi mệt quá cho chơi đi. Nói hoài. Rồi giờ muốn chơi sao? Mà này là mà hướng dẫn nha các bạn. Rồi, giờ úp con này xuống được không? Cái ngày bên này là mình đang chơi đi hướng dẫn của máy nha, chứ không phải là mình chơi theo ý mình nha các bạn. Mà này là mình hoàn toàn là mình chơi theo điều khiển của máy luôn. Con này bên cái lá bài mình vừa úp xuống là bên đảo của Maric có nè. Nó bỏ ba lá xuống, con này là con gì đây? À tất nhiên cái lá này thì tôi biết dùng rồi thưa ngài. Tôi dùng cái lá này tới mòn luôn rồi. Rồi ok. Con này chỉ là một con rồng effect, nó là con rồng 8 sao. Nó phải bỏ ba con này xuống nó mới ra được nó. Rồi ok, con này có thể special summon ra bằng cách là bỏ một con này xuống. Rồi, à chỉ cần bỏ một con hay là có thể dùng được. Nhưng mà con này bỏ xuống thì làm cái gì? Rồi cái gì đây? Nó kêu mình chọn cái gì đấy. Có thấy con nào nó kêu mình chọn cái gì, chọn flame gì đó, mình đâu có cái lá bạc. À là con này. Rồi ok, hiểu rồi. Rồi sao nữa? À giờ mới được bấm vô đây. À vậy mới là special summon. Rồi nhưng mà gọi con này ra để làm cái gì hả? À, rồi rồi cứ cho là gọi con này ra đi, cũng bằng rồng của nó đâu mà làm càng. Rồi con này ra thì làm gì được nhau hả? Rồi gọi con này ra luôn. Rồi sao nữa? À con này có chức năng à? À nó gọi con này lại. Rồi gọi con này lại rồi thì sao nữa? À bấm vô đây có thể special summon được nữa hả? Rồi gọi được con 2009 hay con 2007 này ra thì cũng có yêu cầu mình chọn con này. Rồi con này con 2007. Rồi ok, hai con này lại nhau thì nó ra được con này. Rồi không có con nào đánh thắng được con này hết đâu, nó 3003 lận. Rồi à cái lá này lắp búp hả? Nãy giờ mình chưa tính tới con này. Rồi bấm con này được cái gì? À phá hủy hả? Ủa con này, con này là cái gì đây? À con này nó có thể phá hủy một lá bài của đối phương với điều kiện là mình phải có con gì trên tay ta. Mình có, à phải chỉ cần mình gọi được mấy con Shicho này ra thôi, mình tạm gọi là Shicho đi, mình chả biết đọc cái chữ này như thế nào cả. Rồi bắn. Rồi xong, em thắng anh trai. Rồi ok, này là hoàn toàn mình là theo hướng dẫn của máy nhà mà, này không phải là mình tự đánh là ra không có tính. Rồi ok, chúng ta đấu ở khu vực nhà máy à. Rồi ok. Rồi như nói chung là, à màn này nó chưa chơi lật lại nha, từ màn sau cho đi mới được lật lại nha các bạn. Màn đầu là luôn là màn huấn luyện thì đó. Rồi ok, đánh thêm dáng nữa đi. Rồi nói chung là phần 3 này sẽ vậy.
cái phần 5DS này chủ yếu là dạy chúng ta xài quái Sicho rồi các bạn. Rồi, anh niên này tên là Jack Aslas, còn mình nhân vật của mình tên là Yusei Fudo á. Rồi, ok. Rồi, ok. Rồi mấy lá bài này là mình bỏ tay, mình không có biết xài luôn á. Giờ là xài bậy thôi. Rồi, học cách xài, bạn nào biết xài mấy cái này chỉ mình nha. Mấy lá này là hoàn toàn mình không biết gì về nó luôn á. Rồi bây giờ chơi thử thôi. Ở nhất có con tủ 2000 mình yên tâm. Là quái năm sau đấy chứ. Con này bị ném xuống mộ thì mình có thể special summon nó lại hả? À, cũng hay. Rồi cái này là cái gì nữa đây? Chung mấy cái lá này gì chứ, dòng chữ dài dòng nó chả hiểu cái gì. Con này phải có Sicho Monster lên mới được, có xài được. Rồi thấy ảnh ra con 1800 này thấy mình quýu rồi. Con này nếu dở lên thì làm được gì? Giờ chỉ có bấm như vậy thôi. Ủa có thấy làm được cái gì đâu. Rồi con này 1800 mình 1300. Con này 2 sao đúng không? Nếu bây giờ con này quăng ra. Rồi mình có thể acti nó để gọi con này lên. À rồi hên quá nó có chỉ. À ra con 2003 cũng được. À không được dùng con này á. À cũng ok luôn. Hai con này hợp lại nó sẽ ra con chân Warriors. Rồi ok. Lá bài gì đó trông cũng khá là củ chuối đấy. Rồi nếu mình dỡ cái này lên thì có thể đè lên. Chủ yếu là tăng 300 điểm công thôi, chả có gì đặc biệt lắm. Con này, à nó lật qua từ hôm lật qua hả? Rồi ok, nói chung là con quái này thì cũng hay hay đấy. Rồi ok. Rồi cái gì đây? Con này khi quăng ra thì được cái gì? Con này tên là Speed Warrior, chú về tốc độ à. À con này có thể special summon ra. Rồi vậy cũng tốt. Ra đi con này đi chứ nó yếu xịu à. Đây 2001. Dứt. Trời có 300. À phải 300 phải có chiêu chứ. À nó có thể hủy một lần tấn công à. Rồi ok cũng là cao minh. Còn giữ được không? À còn giữ được tốt. Rồi lại con này nữa. Con này nó có thể gọi một con của nó ở dưới mộ lên. À con nào cũng được, thôi gọi con này đi. Rồi. Và sau đó thì mình là à khi nào nó sáng lên là gọi được. Rồi vậy tốt. Rồi xong, lại gọi được lên nữa. Coi nhận là hay đây. Shinjiro mới đúng nhỉ. Shinjiro là thôi muốn gọi là cái gì cũng được. Ok, bắn đi anh em. Cái gì nữa? Lại có tính hủy tấn công à. Qua đây nó chặn đòn tấn công của mình nhiều dữ ta. Rồi, ok, không sao, chuyện nhỏ. Vô tiếp anh em. Con này nó làm cái gì? Con này quăng ra. Thì mình được làm, ủa cái làm cái gì đâu. Không hiểu lắm. Là bạn nào xài đó, lá đó chỉ giùm mình đi, chứ mình không biết gì hết. Rồi, ok. À, con này nó chết rồi, nó mới ấp ti vậy. À chỉ còn được phân nửa sát thương thôi. Còn lá bài đó hay đấy, mà chỉ được có một lần à. Rồi thôi, vô là cũng tạm ổn thôi. Con này nó bắt buộc phân nửa
2000 để coi. Ủa sao tự nhiên yếu đi thấy rõ vậy? Rồi đây. Thanh niên này úp trám xuống nhiều mà nãy giờ không biết xài nha. Rồi con gì đây không biết. Rồi thôi phát kết thúc trận đấu đi. Rồi ok. Nói chung là mình đã dần dần học được cách xin chào lá bài ra rồi. Rồi bây giờ đổi ngược lại luôn chứ không mốt quay lại quên nữa. Rồi chơi luôn đi cho biết mặt anh hùng. Rồi rồi tiếp tục nào. À thanh niên này chơi fusion nha các bạn. Rồi có lá này thì xài. Kệ đi nó tăng tỷ lệ ra bài các bạn. Rồi nhưng mà giờ xài được hay không mới là quan trọng. Rồi không có con nào ở đây để fusion rồi. Con này thì không quăng ra được trực tiếp như bên Maric. Thì giờ chỉ có quăng con này ra thôi. Không gọi nó ra được. Giờ chỉ có cái lá bài này xuống thôi. Phải úp nó xuống thì cũng không biết được gì không. Hay ngửa nó lên tưởng có chức năng gì. Con này là con Golem Small. Có con Medium rồi có con bự nữa. Rồi dở lên thì cái lá này dùng như thế nào. À anh đè. Rồi mất thì chắc chắn rồi. Ủa lá này để làm gì? Tích năng lượng hả? Sao chơi không được thì mình lấy bộ khác rồi mình chơi thôi. Lại con này nữa. Con này nó tự tăng sức mạnh của nó lên. Con này nó gọi là con Turret Warrior. À nó chỉ là cái con Turret, nó chỉ là cái ủ súng thôi các bạn. Và đúng là quái của mình đụng phải cái ủ súng này mình cũng mệt. Rồi hai là hai cái này thì sao? Có cái nào ra cho tôi fusion cái không? Chứ giờ thấy bèo lắm rồi nha. À con này là special summon nó ra hả? Sao con này nó rần nó ra nó lại tự giảm nhỉ? Nãy cũng thấy rồi, à, rõ ràng đang thủ 2004 nó kéo tự động nó kéo xuống còn thử quăng nó ra là thấy gì nữa rồi. Con này tên là Vice Dragon. Con rồng vai gì đó mình chả biết. Đây. Nhưng mà giờ con có làm gì có con nào cũng à. Đây. Hai con này hợp lại nó mới ra được một con này. Rồi đây. Trời ơi. Thành công. Rồi ok biết nghe đánh không được mà. Rồi ok. Chặn thế tấn công hay đấy. Con này chắc để úp xuống thì ta thấy con này chuyên thủ chứ đâu có chuyên công. Rồi đây phá. Ủa có con này nó phá mình liên tục vậy được luôn hả? Có gì sao chơi? Cái mình bắn này vậy coi như nó vùi hóa đó, nó lật lên xong nó úp xuống lại tráp gì mà siêu nhân vậy? Rồi 4 thì sao? À mình vừa đi búp đối phương xong. Nhưng mà nó lại tăng lên lại thì cũng không ý nghĩa gì. Ờ nó không cho mình bắn luôn kìa. Nó có cái chổi ở đây là chú biết mặt anh đấy nha. Đối nhưng mà chính đúng là khó thiệt. Rồi giờ anh ra một cái con gì nó rất kinh các bạn. Rồi lên con Nero Warrior luôn rồi ai chịu cho nổi. Rồi xong.
vừa mới làm nó suy yếu xong nó lại tăng sát thương lên lại. Làm gì được nữa, giờ dáng này là thấy thua rồi. Về sau đánh. Rồi thôi thôi ra lấy cái chổi vô chơi. Chứ cái này là chịu rồi các bạn, đánh lại. Chơi chơi vậy không chơi được. Để nó xíu ra lấy cái, chơi bộ bài của mình. Chứ bộ bài của thanh niên này thấy cũng chúi quá. Rồi vô vô vô. Anh lấy cái chổi ra anh nói chuyện với chú. Để bị cắt hoài chú em. Rồi vô. Ủa sao lại ra bộ bài này? Ê, sai cái gì đó rồi. Khoan, để ra nhìn lại bộ bài của mình tí. Ủa đúng mà, bộ bài này nó tên. Ủa đúng tên mà ta. Rồi đây từ. Rồi chọn thanh niên này. Ấn vô, mình dùng bộ dung sơ đàng hoàng mà mình đâu có chọn nhầm đâu. Này là XYZ hả? Bộ bài của mình nó có tên đàng hoàng đây nè. Nó nằm ở đâu đây? À đây, bộ của mình là bộ basic. Đây. Vẫn dính là thanh niên này ra bao hoài ta. Rồi đây. Chú đừng có mà đùa với anh. Rồi để coi coi ảnh có võ công gì lợi hại. Rồi gọi con này ra. Rồi để cố bị xung mạnh tới gì. Rồi con này tự tăng nó lên nhiều. 2.5 vậy. Con này tính là có cái này hay nha. Nó tự tăng nó lên chỗ này không rất nguy hiểm. Rồi đây. Không sao, chuyện nhỏ. Chuyện đâu còn có đó. À, sắc coi rồi cái lá này khá giống cái lá kia rồi. Rồi bây giờ anh có lá này nha chú em. Thắng anh không có dễ đâu. Đây quăng thêm ba kiếm này ra luôn, trấn tạm. Để úp tráp xuống nhiều tí đã. Rồi ok. Cầm đúng bộ bài của mình trong tay chơi là thấy nó sướng con người rồi. Đây. Đấy, phải dày mới được. Rồi, xong. Rồi, muốn úp thì ngửa gì cũng chơi tốt. Đây. Chiếc nhẫn của sự hủy diệt hay chúng ta còn gọi đó là đoạt mạng 4.000. Rồi mỗi bên 1.200 thôi cũng được, cũng cần nhiều. Cái này thì từ từ, chưa có cái gì đâu mà kháng phép ở đây. Rồi ok. Mình úp lá bài này xuống cái đã. Bộ bài này của mình theo kinh theo nãy vậy, gì mình nhớ thì cũng không có nhiều lá bài nó thủ mạnh cho lắm. Có gì dở lên bắn thử coi nó là cái gì. Cầu thủ tới 1.900 luôn hả? Thủ con này thủ bằng điểm công bằng không mà điểm thủ khá cao. Ồ, rồi tại bài mình bèo thôi. Nhưng mà anh cũng đâu có bắn mình được. Rồi muốn đè muốn gì cũng được. Rồi lại thêm một con này nữa thôi cái gì? Sao giờ lại còn có 2.000? Có gì điểm công của con này tính như thế nào? Đây 3, 2, 1 dỡ lên để mình xài lái luôn. Rồi
xài cái lá này mà mình kéo bài xuống đây hết luôn, không cho ảnh dùng chiêu. Marufor mình chưởng ngược lại một cái nó mới đau các bạn. Rồi, ok. 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 Trời, ra cái con nữ thần thác nước này nhiều dữ ta. Rồi, xong hết xài chiêu nha. Nãy giờ đợi có nhiêu đó thôi. Nãy giờ cho ảnh đau lòng một tí đi. Mượn con này lấy con này bắn một phát cho vui. Cứ cộng máu cho ảnh tí cũng được, sao? Rồi mỗi lượt tặng ảnh 1000 máu. Tới khi mà cái này xong rồi mình mới chơi. Rồi. Ok. À có lá này ở đây à, cũng hay đấy. Rồi đi xuống đó ngay. Rồi đây qua lượt. Rồi ta lại kéo bài của ảnh thôi. Mấy anh này chắc không có chiêu gọi phép ráp gì lên đâu, dưới mình bắt quái của anh là được rồi. Hết xài chiêu. Cái bộ bài này nhiều lúc nó có chiêu gọi lại từ dưới mộ lên, mình biết rồi, ra là mình cố tình cho xuống mộ hết là xong phim gì liền cái gì. Giờ còn mấy lá đó thôi, thích hay không thì dùng. Lại 1000 máu. Úp xuống tiếp đi. Hay đấy. Rồi thôi đè con này lên được rồi. Rồi đây. Chơi. À con này nó bỏ qua được lượt hả? À không, con này nó giống với con chiến binh kia à. Rồi hiểu. Rồi đã hiểu. Rồi đây, cho hai lá bài này xuống trước, lát gì có mất bài cũng đỡ phí. Con này thủ nhiều đầy điểm à. Rồi thôi để coi lượt tiếp theo anh làm gì. Cũng chỉ thủ rồi mà, có làm gì được đâu. Búp cho con này để làm gì nhau. Chắc phone giờ chưa cần ra. Rồi ok, bộ bài này nó cũng tính có mấy con mà chiến thủ hay đấy. Rồi ok.
thôi. Trời, thêm một con này nữa. Này thôi. Rồi muốn làm gì là à đấy, ảnh giảm cái điểm này của mình xuống nè. Chắc một lượt thôi. Tuy cái này cũng không nguy hiểm lắm. Rồi, ok. Quăng cái lá bài này ra. 1, 2, 3. Rồi xong. Rồi lá này úp xuống đi các bạn. Rồi dỡ cái lá này lên trước. Rồi chấp nhận bỏ hai lá này xuống thôi, gì đâu bình thường. Rồi đây, chơi phát thứ nhất, cái bình vô đầu. À nó thế mạng được cho một lần hả? Rồi ok, cái đó cũng hay đấy. Hay hay hay, thừa nhận là hay. Rồi còn bài gì lấy ra chơi nữa. Rồi, có con này cũng ngon đấy, nó bắn cái bình của mình à, nó bắn cái bình này á. Rồi ok, không sao vậy anh em, mình mau hết bài thôi. Không sao, bài tôi còn nhiều lắm. Thật ra bài hai bên bằng gần bằng nhau. Cái gì đây, nó mới vừa quăng cái gì ra đấy. À rồi ok, có bài xỉn rồi ha. Con này 2.3, mình 2.4 mà mình sợ gì con này. À con này nó có cái búp dạng này lên hả. Rồi kể ra chú cũng cao minh nhưng mà xui quá, đụng tôi có giải tỏa mặt bằng. Anh tôi mà đã muốn giải tỏa mặt bằng rồi thì chú đừng có mà tào lao với tôi. Rồi đây, quăng cái lá à, quên, quăng cái lá ra cho mấy cái trap đi trước rồi đó. Rồi xong, con này ra sân. Chả cần phải nói nhiều, giờ con nào bắn nó là con đó bay thôi. Mình có bay pho rồi. Xử từ từ. Còn ảnh mà dở phép lên thì mình cũng có ngay mấy cái lá kháng phép này đây. Thích kiểu gì chơi kiểu đó. Chà, nằm xuống à. Rồi đây. Con summon này của mình nó sẽ chống lại mấy cái trap. Cho nên giờ mượn tạm con này xài đỡ. Đây. Biết con này nó được dễ mà nào nó không được búp vậy. Búp thôi. Bình thường. Rồi ta một con quỷ đâu bắn. Rồi 2.003 đây. Rồi giờ có chấp ảnh ra con quỷ xịn luôn cũng chả sao cả. Nói như là muốn gọi con gì xịn xịn ở đây chơi hết. Bên này là toàn chiến binh với máy móc không à. Còn úp bài xuống thủ không là thấy thơ thất thế rồi. Rồi đây, cho con giữa này bắn trước à, bình thường. Giờ có lấy mấy con mà chống ngàn chín trở lên thì cũng có cách đối phó ngay thôi. Rồi đây, hết máu nha chú em. Rồi tiếp tục nào, vô à, coi như chịu chết rồi. Ủa bài này nó không có xài cái chiêu Shinjiro của nó được là nó chịu chết thôi. Rồi đây vừa đủ 1.001 cho bà chị phù thủy rừng đen này luôn. Rồi xong, tôi thắng. Rồi ok, vậy là bữa nay chúng ta đã qua được chính thức màn đầu màn huấn luyện không tính nha. Chúng ta đã qua được màn đầu tiên rồi, để chung là chúng ta qua cho qua nhân vật chính. Còn trong cái người đấu với nhân vật chính thì chúng ta chưa có đấu được. Rồi cái The Fuck City này để tập sau mình chơi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.